Xin chào ba mẹ và các con. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách ghép các loại quả mà chúng ta đã học từ bài trước vào các câu đơn nhé. Thì trong bộ flashcard của chúng ta có những tấm thẻ màu vàng chính là các chủ ngữ trong tiếng Anh. Ok, chúng ta có I, tôi này, you, bạn hoặc là các bạn, they là họ, we là chúng tôi, chúng ta, she, cô ấy, chị ấy, bà ấy, he, anh ấy hoặc là ông ấy, and it là nó. Được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta còn có 4 động từ: eat, ăn, buy là mua, like, thích và cuối cùng là have, có. Được chưa ạ? Tuy nhiên, các con hãy lưu ý là chúng ta sẽ có 2 loại động từ. Một loại động từ là không có đuôi S như thế này, và một loại động từ là có đuôi S. Ok chưa? Vậy thì với các chủ ngữ I, you, we, they, chúng ta sẽ ghép nó với các động từ không có đuôi S. Và các chủ ngữ còn lại, she, he, it, sẽ đi cùng với các động từ có đuôi S. Đúng chưa ạ? Tuy nhiên các con lưu ý ở đây chúng ta có một từ rất là đặc biệt, đấy là từ have, từ có. Khi mà đi cùng với các chủ ngữ là she, he, it, nó sẽ không thêm S vào phía cuối đâu, mà nó sẽ biến đổi thành has. Chúng ta sẽ bỏ chữ V và chữ E đấy ạ. Thay vào thế vào đấy là chữ S thành has. Vậy thì ví dụ khi cô muốn nói là tôi thích quả đào chẳng hạn, thì cô sẽ ghép câu như thế nào nhỉ? I like peach. Đúng chưa ạ? Các con có thể ghép cái quả đấy vào phía sau của câu nhé. Và chúng ta sẽ được một câu hoàn chỉnh. Tôi thích quả đào. I like peach. Vậy thì ví dụ khi cô muốn nói là cô ấy có 10 quả táo, thì cô sẽ ghép câu như thế nào đây? She has 10 apples. Ba mẹ và các con cũng có thể xem lại phần kiến thức này trong quyển sách hướng dẫn đi kèm với bộ flashcard nhé. Chúc ba mẹ và các con sẽ có những giây phút luyện tập cùng nhau thật là vui vẻ. Và bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ba mẹ và các con trong những chủ đề tiếp theo. Goodbye!